Còn trong chiều nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy xử lý rác thải Chư C của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Vivacin Phương Hướng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ước tính thiệt hại lên đến trên 5 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 55 phút, một đám cháy ở bên ngoài lan vào khu vực bãi rác nhà máy xử lý rác thải Chư C, do bãi rác rộng khoảng 500 mét vuông, gặp thời tiết nắng nóng và gió lớn nên đám cháy bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Lửa nhanh chóng lan sang hai nhà xưởng có nhiều máy móc và thiết bị xử lý rác thải, ước tính thiệt hại lên đến hơn 5 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng chục cán bộ và chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên, nguồn lửa trong bãi rác vẫn đang được xử lý để tránh nguy cơ bùng phát trở lại. Thưa quý vị, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vừa cho biết, đang tiến hành điều tra vụ việc một nhóm đối tượng nghi nổ súng vào nhà dân xảy ra ở thị trấn Ma Lâm vào trưa nay, ngày 6 tháng 3. Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại sự việc một nhóm khoảng 7 đối tượng mang theo các đồ vật giống dao kiếm đến nhà của một người dân ở thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Khi đang nói chuyện, bất ngờ một thanh niên đã lấy một vật nghi là súng bắn vào bên trong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an địa phương đã cử lực lượng tới lấy thông tin. Bước đầu đã xác định được một số đối tượng và đang tiến hành điều tra làm rõ. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Đình Tuấn, sinh năm 1984, trú tại Thanh Hóa, để điều tra về tội đánh bạc. Đối tượng còn được biết đến với biệt danh là Tuấn Phỏ Mã 36, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng mạng với những cảnh quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông. Kênh TikTok của Tuấn có 3,8 triệu lượt thích và 300.000 lượt đăng ký theo dõi hiện công an huyện yên phong đang tiếp tục điều tra vụ việc